Xin chào tất cả anh em. Ở đây mình đang có một cái bộ máy tính văn phòng của HP, thì chúng ta sẽ có bao gồm một chiếc màn hình và một chiếc mini PC. Thì đầu tiên về màn hình thì chúng ta sẽ có ở đây là chiếc HP E24MVG4 Conferencing Monitor. Còn phía bên kia đó chính là chiếc HP Elite Desk 800G6. Cả cái bộ đôi này nó sẽ giúp ích cho người dùng, đặc biệt là những đối tượng người dùng doanh nghiệp SMB nè, nhân viên ngân hàng nè, hay là môi trường giáo dục học đường nói chung, sẽ có một cái trải nghiệm ổn định, đồng bộ và xuyên suốt, cũng như là một cái độ tin cậy cao đến từ HP. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em chi tiết hơn về cái bộ đôi này để xem là nó có những cái tính năng gì và nó đem lại cái trải nghiệm như thế nào cho những cái đối tượng người dùng đó trong cái môi trường, trong cái công việc hàng ngày. Ok, và video sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tôi muốn chia sẻ với anh em về cái chiếc màn hình này bởi vì nó có rất là nhiều tính năng và nó mang lại cho mình một cái trải nghiệm nó thú vị trong cái quá trình mà mình sử dụng. Đầu tiên là về thiết kế của nó thì anh em thấy rằng là cái chiếc màn hình này nó mang một cái phong cách thiết kế rất đặc trưng của HP, và nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là phù hợp trong cái môi trường cũng như là cái không gian doanh nghiệp. Toàn bộ màn hình này nó sẽ được thiết kế theo cái hơi hướng là góc cạnh vuông vức, và nó thể hiện một cái sự mạnh mẽ, một cái sự nam tính cho cái chiếc màn hình này và cho những người sử dụng nó. Toàn bộ cái phần chân đế và cái phần stand thì sẽ được làm bằng kim loại, còn cái phần màn hình này sẽ được làm bằng nhựa, nhưng mà cái cách hoàn thiện của HP thì rất là cao cấp. Chúng ta sẽ có một cái logo đặc trưng của HP ở đây, thì đây là cái logo mới được HP cách tân lại cho những cái sản phẩm cao cấp của hãng. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái dải lỗ li ti, thì nó cũng sẽ bao gồm là loa ở trong này luôn, và nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm nghe nó tốt hơn những cái chiếc loa nó hơi bị được đặt ở phía dưới thế này. Cái chiếc màn hình này nó sẽ có kích thước là 23.8 inch, được cái độ phân giải là Full HD. Thì anh em sẽ nghĩ rằng là tại sao lại là một cái độ phân giải Full HD? Anh em có biết rằng là rất nhiều những cái phần mềm của doanh nghiệp hiện tại nó được tối ưu cho kích thước hiển thị cũng như là cho cái độ phân giải hiển thị là Full HD. Cho nên là mình đã từng trải nghiệm những cái phần mềm doanh nghiệp trên những cái màn hình có cái độ phân giải cao như là 4K hay là Quad HD, thì nó rất là nhỏ và cái tỷ lệ scale của nó kỳ lắm. Cho nên là Full HD vẫn là một cái độ phân giải tối ưu cho những cái phần mềm doanh nghiệp, trừ khi nào những cái phần mềm đó nó được update, nó tối ưu cho cái màn hình có cái độ phân giải cao hơn, thì chúng ta sẽ có một cái màn hình mới với cái độ phân giải tốt hơn. Còn hiện tại với mình, 23.8 inch cho độ phân giải Full HD nó là đủ để cho chúng ta có một cái trải nghiệm làm việc nó liền mạch và nó đem lại cái trải nghiệm làm việc tốt nhất. Cái điểm tiếp theo mà mình thích trên cái chiếc màn hình này đó chính là về cái khả năng điều chỉnh cũng như là chúng ta có thể làm việc ở những cái góc độ và những cái tư thế khác nhau. Cái điều này rất là quan trọng trong một cái môi trường doanh nghiệp vốn chúng ta phải ngồi rất là nhiều trong cái thời gian rất là dài, thì cái chiếc màn hình này với cái việc chúng ta có thể thay đổi về cái độ nghiêng cũng như chúng ta có thể thay đổi về xoay trái xoay phải, hay là chúng ta có thể xoay nó ở cái góc là 90 độ, thì nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cái tư thế làm việc hơn. Ví dụ anh em thấy là mình đang đứng như thế này trên một cái bàn công thái học, thì mình có thể sử dụng chiếc màn hình này ở nhiều cái tư thế khác nhau. Khi mà mình không thích ngồi thì mình đứng, còn không thích đứng thì mình lại ngồi. Chúng ta sẽ bớt cái việc là chúng ta ngồi quá lâu, thành ra nó sẽ gây hại cho cái sức khỏe của chúng ta. Thì đây là cái điểm tiếp theo mình thích trên cái chiếc màn hình này. Một cái tính năng tiếp theo nữa cũng được tích hợp thẳng trên cái chiếc màn hình này mà mình thấy rằng nó rất là cần thiết cho cái môi trường doanh nghiệp, đó chính là về cái việc chúng ta được tích hợp một cái webcam có độ phân giải là 5 megapixel, cũng như là chúng ta được tích hợp luôn cả microphone và loa ở đây để chúng ta có thể đàm thoại. Coi như là chúng ta đã có một cái bộ giải pháp về nghe, về nhìn để đàm thoại trong những cái cuộc họp video call qua Zoom, qua Google Meet hay là qua Microsoft Teams, mà chúng ta sẽ không cần phải sắm thêm những cái bộ giải pháp bên ngoài nữa. Còn về cái chất lượng của nó thì mình đã thử qua, mình đã đàm thoại với lại đồng nghiệp của mình và họ nói rằng là nó đem lại cái chất lượng khá là ổn, và cá nhân mình cũng thấy rằng là cái chất lượng từ webcam cũng như là từ cái microphone và từ cái loa của chiếc màn hình này nó cung cấp lại cho mình thì nó cũng ở một cái mức rất là dễ chấp nhận. Tức là nó đủ để cho chúng ta có những cái cuộc hội thoại video call để trao đổi công việc nó rõ ràng, và cái việc mà rõ ràng cũng như là cái sự liền mạch trong cái trải nghiệm nó là một cái điều hết sức là quan trọng mà mình đã nhấn mạnh với anh em rất nhiều từ đầu video đến giờ. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng đó là lọc ánh sáng xanh ISE mà HP đã đề cập thẳng trên cái chiếc màn hình mà chúng ta đã thấy. Cái tính năng lọc ánh sáng xanh đó nó sẽ giúp cho mắt của chúng ta nó điều tiết tốt hơn và nó sẽ giúp hạn chế những cái bệnh tật về mắt, cũng như là nó sẽ giúp cho chúng ta trong tình trạng là đỡ bị mỏi mắt hơn trong quá trình mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta nhìn vào cái màn hình này trong một thời gian rất là dài, một ngày khoảng 8-9 tiếng.
Còn về cái bộ mini PC bên kia, đó chính là chiếc HP Elite S800 G6. Thì anh em sẽ thấy cái bộ này rất là quen, bởi vì mình đã từng có một cái bài trải nghiệm với cái bộ mini PC này rồi, cũng chính là cái chiếc máy đó. Nhưng mà ở bên trong cái chiếc máy này thì thay vì nó là con CPU Core i7 thì đây là phiên bản Core i5. Sau hơn một năm trời mình quay trở lại mình trải nghiệm nó thì nó vẫn giữ được những cái giá trị từ ban đầu, tức là những cái giá trị mà mình đã từng nhận được trên cái phiên bản Core i7, đó chính là về cái sức mạnh cũng như là về cái sự nhỏ gọn. Anh em thấy rõ ràng là khi mình đặt cái chiếc mini PC này trên bàn đó, thì nó rất là nhỏ gọn và nó gần như là nó không chiếm quá nhiều không gian diện tích trên cái bàn làm việc của chúng ta. Và HP cho chúng ta một cái chân đế để chúng ta có thể dựng đứng cái chiếc mini PC đó lên. Thành ra là nó đã gọn thì nay nó lại càng gọn hơn. Và ở bên trong hộp á, thì khi mình nhận được cái bộ sản phẩm này thì mình còn thấy được thêm một cái gọi là cái ngàm PC mount để chúng ta có thể gắn lên cái đằng sau cái chiếc màn hình này. Chúng ta sẽ biến một cái chiếc màn hình này nó giống như là một cái máy tính all-in-one vậy. Hơi tiếc là chiếc màn hình này thì nó lại không hỗ trợ cái việc đó, cho nên là nếu mà anh em sử dụng cái màn hình khác của HP mà nó có cái ngàm PC mount thì anh em hoàn toàn có thể gắn cái chiếc mini PC đó ở phía đằng sau này, và lúc này cái không gian làm việc chúng ta mình phải nói là nó không thể nào gọn hơn được nữa. Về cái dòng Elite Desk 800 G6 của HP thì cái dòng Elite là cái dòng máy tính doanh nghiệp rất là cao cấp, chúng ta đã từng thấy trên những cái sản phẩm như là Elite Book nè, hay là những cái chiếc máy bàn Elite Desk nè đó, và HP Elite Desk 800 G6 đó là một chiếc máy như vậy. Và cái dòng Elite của HP nó luôn tập trung vào một thứ, đó là cái tính ổn định cũng như là về cái khả năng cung cấp cái trải nghiệm làm việc cho người dùng. Tuy rằng là chúng ta có một cái thiết kế nhỏ gọn như vậy, nhưng mà bên trong nó là một con CPU Core i5-10500. Thì đây là một con CPU dành cho desktop và nó có mức TDP rất là cao, lên đến 65W. Nó không giống như những cái CPU tiết kiệm điện thường hay được tích hợp trong những chiếc mini PC, mà HP trang bị cho nó hẳn một con CPU dành cho desktop trên những cái case rất là lớn. Và anh em nghĩ rằng là Core i5 thế hệ 10 thì nó sẽ không còn mới, nhưng với người dùng doanh nghiệp hay là với những cái phần mềm doanh nghiệp thì cái sự tối ưu cũng như là về cái sự ổn định nó luôn đặt lên hàng đầu. Rõ ràng con CPU Core i5 này nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được cho anh em trong hầu hết tất cả cái nhu cầu làm việc văn phòng. Và cái cách mà chúng ta nghĩ về một cái chiếc PC để làm việc nó rất là khác so với cái cách mà chúng ta nghĩ về một cái chiếc PC dành cho gaming hay là dành cho những cái công việc sáng tạo. HP Elite Desk 800 G6 nó còn thiết kế rất là nhỏ gọn như vậy, và nó được làm hoàn thiện bằng nhôm, cho nên là chúng ta sẽ có một cảm giác rất là cao cấp. Tất cả những cái mối nối, tất cả những cái khớp ở trên cái chiếc máy này được HP hoàn thiện rất là tốt, và mình vẫn đánh giá rất là cao về cái chất lượng hoàn thiện mà HP đã làm cho cái chiếc máy này. Rồi, và đặc biệt hơn là khi mà anh em dựng nó lên với cái tư thế giống như mình đang làm á, thì chúng ta sẽ có một cái khả năng tản nhiệt tốt hơn. Bởi vì anh em thấy rằng là trên cái chiếc máy này HP trang bị cho chúng ta rất nhiều những cái tấm lưới rất là lớn để phục vụ cho cái việc tản nhiệt cho cái con CPU ở bên trong, để giúp cho cái con CPU này nó luôn hoạt động ở cái mức công suất tối đa nhất có thể, mà nó không bị throttling cũng như là nó đem lại cái trải nghiệm làm việc liền mạch cho người dùng. Và đối với người dùng doanh nghiệp thì ngoài cái việc là cái chiếc máy đó nó có cấu hình mạnh, nó có một cái trải nghiệm làm việc tốt, thì cái việc mà có đầy đủ các cái cổng kết nối nó cũng rất là quan trọng cho cái môi trường doanh nghiệp. Bởi vì chỉ cần thiếu một trong những cái cổng kết nối cần thiết thôi thì chúng ta sẽ cần phải đi tìm những cái giải pháp bên ngoài, và lúc này chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn, trải nghiệm làm việc của chúng ta nó sẽ không được liền mạch nữa. Thì với cái chiếc HP Elite Desk 800 G6 đó thì nó có đầy đủ cổng kết nối từ USB-A cho đến HDMI cho đến DisplayPort, và thậm chí nó có cả cổng mạng LAN luôn. Và USB-A ở trên cái chiếc máy đó nó có lên tới là 6 cổng USB-A, thực sự là một cái số lượng cổng kết nối rất là lớn đối với một cái chiếc mini PC có kích thước nhỏ gọn như vậy. Đó là về bên ngoài, còn khi mà mở chiếc máy này ra ở bên trong thì nó cũng tương tự như là cái sản phẩm mình đã trải nghiệm với anh em cách đây khoảng 1 năm, tức là chúng ta vẫn sẽ có những cái sự nâng cấp hết sức là thiết thực, như là chúng ta sẽ có thêm một cái cây RAM chống để chúng ta có thể lắp thêm và chúng ta thiết lập cái chạy đua channel, hay là chúng ta sẽ có thêm một cây 2,5 inch nữa để chúng ta có thể mở rộng cái không gian lưu trữ. Cái nền tảng chipset ở bên trong cái chiếc máy đó chính là nền tảng chipset Q470, nó hỗ trợ VPro và những cái tính năng mà Intel dành cho cái môi trường doanh nghiệp, và kết hợp với lại con CPU Core i5 thế hệ thứ 10 thì nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm làm việc rất là tốt. Về cái trải nghiệm cá nhân của mình khi mà mình làm việc ở trên cái bộ PC đó ở cái thời điểm hiện tại cũng như là cái thời điểm cách đây hơn 1 năm, thì nó vẫn cho mình một cái trải nghiệm làm việc
tốt như vậy, nó vẫn liền mạch như vậy và nó không hề có một cái độ trễ nào hay là nó không hề có một cái độ giật lắc nào. Ngay cả khi mình mở một cái file Excel rất là nhiều dòng cũng như là mình mở rất là nhiều tab trên trình duyệt thì cái trải nghiệm của nó vẫn rất tốt. Có chăng là cái phiên bản mình đang có đây nó chỉ có 8GB RAM thôi, cho nên là cái dung lượng RAM nó hơi hạn chế, cho nên là cái về cái việc đa nhiệm chúng ta nó không thể nào mà nó như một cái chiếc máy có dung lượng RAM gấp đôi được. Cho nên là với cái lời khuyên của mình, khi mà anh em mua chiếc máy này về, anh em nên lắp cho nó thêm một thanh RAM 8GB nữa, và lúc này nó thiết lập chạy đua channel thì nó sẽ cho cái tốc độ truy xuất rất là cao và cái khả năng đa nhiệm của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Một cái điều cuối cùng không thể không đề cập đến khi mình trải nghiệm cái chiếc máy doanh nghiệp của HP, đó chính là về cái khả năng bảo mật. Thì mình cũng đã từng nói với anh em trong rất nhiều những cái video trước đây, khi mà mình trải nghiệm những cái thiết bị của HP, đó là HP họ có một kinh nghiệm rất là nhiều trong cái mạng doanh nghiệp này và họ có những cái giải pháp để bảo vệ cái dữ liệu cho doanh nghiệp cũng như là bảo vệ dữ liệu cho người dùng chúng ta một cách tốt nhất, từ phần mềm cho đến phần cứng và thậm chí là nó tích hợp vô cả cái phần BIOS của máy luôn. Chiếc máy mình đang có đây là chạy Windows 10 thôi nhưng mà mình vẫn có thể cập nhật nó lên Windows 11 một cách là dễ dàng. Và Windows 11 thì nó sẽ có thêm những tính năng bảo mật khác nữa như là TPM 2.0 cũng như là kết hợp với cả những cái bộ giải pháp bảo mật của HP nữa, thì nó sẽ giúp cho cái dữ liệu chúng ta khi mà chúng ta vận hành và chúng ta lưu trữ những cái chiếc máy này nó sẽ bảo đảm hơn, nó sẽ an toàn hơn và chúng ta sẽ khó bị đánh cắp dữ liệu hơn là những cái chiếc máy khác nó không có những cái giải pháp văn phòng, những giải pháp dành cho doanh nghiệp của HP. Vậy thì với cái bộ máy tính văn phòng này của HP bao gồm màn hình và PC thì nó đem lại cái giá trị gì cho người dùng? Với cá nhân mình trong những ngày mình trải nghiệm nó thì cái giá trị mà mình nhận được đó chính là về cái độ tin cậy cũng như là về cái trải nghiệm liền mạch và xuyên suốt trong cái quá trình mà mình làm việc. Cái cách mà người dùng văn phòng, người dùng doanh nghiệp họ cần ở một cái chiếc PC nó rất là khác so với cái cách mà chúng ta hay thấy ở trên những cái chiếc PC dành cho gaming hay là những cái chiếc PC dành cho người dùng sáng tạo. Họ không cần những cái tính năng màu mè, họ không cần những cái gì đó không cần thiết, chỉ làm sao cho những cái bộ này nó tập trung vào gọi là cái công việc của họ, nó được trôi chảy nhất và nó được hiệu quả nhất, đó là được. Còn những cái tính năng khác thì đối với lại người dùng văn phòng, người dùng doanh nghiệp thì có cũng được hoặc là không có thì cũng chẳng sao cả. Thì đó là những cái giá trị và những cái gì mình nhận được khi mình trải nghiệm cái bộ máy tính này của HP. Và anh em nghĩ sao về cái bộ máy tính văn phòng này của HP thì anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới. Và nếu như anh em thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Và mình là Gia Huy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.